bả nó ẩu mắm đó, cái cát nó dính. Đó là bà Trung, bà Tuấn, Trung móm đồng mê và cái trái na. Trái na. Trái na là hái từ gốc cây qua ăn liền. Trái có thể tạo thể để cho ông đưa ra cho bác thấy. Trái đó ăn bây giờ nó nhão lắm, ăn không ngon. Thanh long anh vừa ăn thử thanh long. Ăn thanh long mát rồi. Ngon quá. Hôm qua mua thanh long cũng ngọt. Thanh long này ngọt lắm. Bơ mới đứa chín một lọ. Đi vô. Nhau muốn không?